Ok, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Ui, nó tắt đứt kìa. Ok, hôm nay tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tự làm một cái resobat giống như tôi ở đây. Tôi có một con mukip có đôi mắt thật là trìu mến và một cái gì đó ở bên bên cái hai bên của nó. Ok. Ui, lại tắt đứt nè. Hay. Trước khi đi vào phần hướng dẫn thì tôi xin nói luôn là cái này các bạn sẽ cần phải biết sử dụng một cái phần mềm vẽ và chuẩn bị sẵn cho mình một cái file resobat 1.16.5. Thì các bạn chỉ còn như đó thôi rồi xem video mà các bạn có thể làm được. Ok, tôi tin các bạn. Ok, tôi tin các bạn. Cố gắng lên. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình là phần trăm appdata phần trăm chấm Minecraft. Rồi mod. Rồi chúng ta sẽ tìm ở trong đây cái bảng mod Bitsamon của các bạn. Chụp phải vào nó rồi chúng ta sẽ show more option. Ở đây nó sẽ có một cái là open with WinRAR, chúng ta sẽ nhấn vào đấy. Là nó sẽ hiện ra một cái mớ bong bong như thế này. Tắt cái này đi. Rồi. Ok, trong cái mớ này thì các bạn sẽ nhấn cho mình vào cái asset và Bitsamon. Trong Bitsamon nó sẽ có cái texture. Đây là cái chúng ta sẽ cần, và trong cái texture này chúng ta có Pokemon. Đây. Các bạn còn con, các bạn muốn làm gì texture của con nào thì các bạn cứ lôi con đó ra. Các bạn có thể tìm tên nó ở đây, ví dụ mình sẽ đây, ở đây trên cái chỗ file. Ví dụ mình muốn làm về con mukip đi. Mukip. Ok. Thì đây nó sẽ bắt lệnh, nó hiện ra mukip ở đây. Nhưng các bạn nhấn vào. Đây. Ok. Đây khi mà nó hiện ra ở bên này nè. Rồi đây. Các bạn sẽ nhấn cái nó hiện ra cái này thì các bạn sẽ đi ra, nhấn về đi ra ngoài. Cho đến khi đây nó hiện ra cái bảng màu xanh của con mukip như thế này này, nó hiện ra 2548 có số rồi có tên như này. Thì các bạn sẽ lôi nó ra để ở ngoài. Để đâu cũng được. Ok. Mình thông thường mình sẽ để ở ngoài desktop để cho nó dễ. Các bạn muốn lấy thêm con nào nữa thì cũng làm y chang cách tương tự thôi. Giờ các bạn sẽ tắt cái này đi. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình là một cái bản resobat của cái phiên bản 1.16.5. Cái nào cũng được nha, thoải mái, không nhất thiết phải là cái giống mình. Resobat miễn là resobat 1.16.5. Khi mà các bạn tải về cái resobat nó sẽ có cái định dạng là .zip như này. Ok, rồi khi mà đã có cái này rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Các bạn sẽ copy cái này cho mình, Ctrl C hoặc là chuột phải copy. Rồi các bạn nhấn vào chuột phải vào cái này. Xong rồi nhấn vào cái đâu nhỉ? Extract out. Ok, đây nhá, mình làm hơi nhanh thì đây, extract out, đó. Rồi các bạn Ctrl V, các bạn paste cái dòng ở đây vào đây, rồi nhấn extract, rồi nó sẽ giải nén. Rồi khi mà cái đó nó chạy xong thì nó sẽ hiện ra các bạn ba cái này, thì cái này là cái hình, hình của cái resobat, cái hình nền. Ok, chúng ta sẽ có một cái gì đó các bạn không còn để ý cái. Chứ các bạn chỉ cần để ý cái description này thôi, nếu các bạn muốn ghi thêm cái gì đó vô cái resobat của các bạn. Ví dụ như ở đây mình sẽ ghi là một gì đó subscriber. Đó. Giờ các bạn sẽ nhấn x vào đây. Nhấn cái dấu x ở đây. Xong nhấn save. Rồi tắt cái này đi. Rồi ở đây cái chúng ta cần quan tâm là cái này. Cái access. Nhấn vào đây. Rồi khi mà nhấn vào cái này thì các bạn sẽ thấy bên mình thì các bạn thấy ít, nhưng mà bên các bạn nhiều khi nó sẽ có một mớ bù nhùi, một đống rất là nhiều. Thì theo mình thì các bạn cứ xóa hết đi. Ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấn New Folder, tạo một cái tên là Pixamon. Nhấn vào đây. Rồi tạo tiếp một cái nữa tên là Texter. Rồi nhấn vào. Rồi tạo thêm một cái nữa tên là Pokemon. Rồi nhấn vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ lôi cái file Pokemon lúc nãy mà các bạn lấy ra, nhét vào đây. Đó. Vậy là chúng ta đã xong một cái bước gọi là chuẩn bị. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào cái này. Nhấn vào cái file Pokemon. Nhấn vào Out. Ở cái chỗ này thì nhiều khi nó sẽ hiện ra là kiểu Mega đồ thì các bạn cứ tự mò đi, nó cũng tự vậy thôi. Nhấn vào Base. Nhấn bây giờ tôi sẽ chỉnh Non là cái hình dạng bình thường, Shiny là hình dạng Shiny của nó. Ok. Nhấn vào Non. Rồi ở đây các bạn sẽ chú ý hai cái, đó là cái Sprite và cái Texture. Sprite thì nó là cái hình nền này, nó cái icon hiện ở trên 6 cái quả cầu ở bên trái á. Còn cái này là cái Texture. Đó thì nó trông như này. Thì nó sẽ hơi khó nhìn xíu.
Rồi bây giờ việc của các bạn là chuột phải vào cái này, nhấn Open With. Thì tùy vào các bạn sử dụng cái phần mềm gọi là phần mềm chỉnh sửa hình nào thì các bạn có thể mở bằng cái đó. Còn tôi thì tôi dùng với Photoshop. Ok, thì đây chúng ta có cái này. Rồi thì cái việc mà vẽ thẳng ở trên Photoshop nó sẽ khá là khó nhìn, nó không như là vẽ ở trên cái 3D đâu. Cho nên là anh em tự mò, tôi đã biết. Bây giờ thì các bạn sẽ không thể vẽ được cái này, tại vì nó đang ở bên Index. Vì các bạn cần làm là nhấn vào Image Mode và chuyển qua RGB Color. Rồi bây giờ đây các bạn chỉ cần nhấn vào cái ổ khóa là xong. Là bây giờ chúng ta có thể vẽ gì đó thoải mái lên đây. Đó, vì color cái tờ gì đó này, các bạn có thể Ctrl Z để mà lưa gì đó. Đi lại đó, cứ vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ một cái color cái tờ gì đó vô đây. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ cho một kiếp này mắt đỏ. Thì Photoshop thì anh em có thể tự tìm hiểu thêm nha. Rồi thì đó, tôi vẽ xong cho nó một thứ gì hợp gì đó. Đó, và thế là tôi đã xong cho nó một đôi mắt thật là dị hợm. À, ngầu chứ, tuyệt vời. Rồi tôi có thể vẽ thêm một cái gì đó lên đây trên người nó. Ví dụ như ở đây có cái gam cam này, thì tôi sẽ vẽ một cái hình trái tim lên, nó vẽ cái mũi tên xuyên qua, rồi. Còn bên này tôi sẽ vẽ hình một cái, thôi bỏ đi. Rồi, nói chung là vẽ sao thì tùy các bạn xử lý. Còn cái việc phần mềm vẽ rồi thì các bạn cũng tự xử lý luôn, người đúng rồi, tôi đâu liên quan gì đâu. Nhưng mà chung quy lại thì các bạn sẽ cần phải lấy cái đâu rồi, đây cái này non này, các bạn sẽ cần vào cái chỗ để cái texture này nè, các bạn copy cái dòng trên này cho tôi, các bạn Ctrl C copy gì đó vô đây, rồi các bạn sẽ bắt đầu các bạn lưu cái hình này lại, thì các bạn lưu kiểu gì cũng được, ok thì các bạn lưu kiểu gì cũng được, miễn là các bạn lưu ở định dạng là PNG và cái kích thước thì các bạn giữ nguyên cái kích thước mà cái hình này nó có. Đây 512 đây. Rồi các bạn sẽ export. Rồi nó export thì các bạn sẽ ra được một cái file cái này. Rồi các bạn Ctrl V, các bạn copy cái đống hồi nãy vào, nhấn Enter một cái. Rồi Enter cái là nó sẽ hiện ra cái này. Nhấn vào texture, nhấn vào cái hình ban đầu nè, nhấn vô xong rồi nhấn Save, nó sẽ hiện ra là bạn có muốn thay thế hay không. Rồi nhấn Z là nó thay thế. Bây giờ các bạn vào cái chỗ đó, các bạn sẽ thấy là đây nó đã thay thế rồi đây. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ cần đi ra tới cái này hay cái chỗ hồi nãy đây, cái file mode, cái file resubmit này thì các bạn xử lý tùy các bạn. Tôi ở đây thì tôi sẽ xóa nó. Đây là ba cái hồi nãy mình giải nén ra. Thì bây giờ mình sẽ chọn hết ba cái này, chuột phải vào nó, phát xít chuột phải vào nó. Xong rồi các bạn sẽ compress to zip file. Đây có cái phần compress to zip file đây, nhấn rồi nó sẽ hiện ra một cái file .zip. Rồi các bạn đặt tên sao thì đặt, tôi đặt tên này là resubmit mukip đẹp dài đó. Rồi các bạn sẽ lôi cái này vào cái thư mục resubmit của Minecraft. Rồi cái phần resubmit đây, đó, resubmit một kiếp đẹp dài nha. Ok, giờ các bạn khởi động game lên. Rồi bây giờ thì mình có con một kiếp ở đây, như các bạn thấy thì mặt nó không có con ngựa gì hết. Bây giờ tôi sẽ vào option resubmit và đây chính nó, resubmit một kiếp đẹp dài một subscriber. Ok rồi, chúng ta sẽ nhét nó vào và done. Bây giờ thì các bạn sẽ xem thử là chuyện sẽ xảy ra. Đây đó, hết hồn chứ. Rồi ok rồi, nó mất mẹ một khúc rồi. Cái khúc đó đi đâu ta? Ok đây. Thì đó, như các bạn có thể thấy ở đây thì cái hình tôi vẽ cái trái tim nó ở đây, và con mắt nó thì ở đây đó, rất là chất lượng. Rồi thì đó là video ngày hôm nay. Là nếu anh em thích video này thì có thể để lại cho tôi một like và một subscribe. Những cái vấn đề liên quan tới phần mềm vẽ thì tôi sẽ không trả lời ở đây. Nói chung là tôi để trả lời gì hết, tôi lười vãi nồi ra, anh em có hỏi gì thì cứ hỏi đi, tôi để trả lời đâu.